Thầy Thích sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Diễn Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì cùng chư Tôn Đức Tăng chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, theo thông lệ hàng tháng hai kỳ tại chùa Hòa Khánh tổ chức sám hối vào ngày mùng 1 cũng như 15. Buổi sám hối ngày mùng 1 tháng 3 kỳ này, chánh định vô cùng quan hỷ được sự thỉnh mời của Thượng Tọa Trụ Trì, chánh định về đây để gặp gỡ và chia sẻ Phật Pháp với cho toàn thể quý vị. Trong khi chia sẻ, nếu có điều chi sơ sót, ngưỡng mong trên Hòa Thượng Diện Chủ, Thượng Tọa Trụ Trì, chư Tôn Đức Tăng và đặc biệt toàn thể đại chúng niệm tình hỷ xả cho. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Đức Phật ra đời, giáo hóa độ sinh, để lại một kho tàng pháp bảo, những lời dạy vi diệu có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Chúng ta là những bệnh nhân thuộc về tâm bệnh. Đức Phật giống như là một vị lương y tài giỏi, cho chúng ta những cái liều thuốc vi diệu giúp chúng ta tu tập thực hành, áp dụng vào đời sống, mang đến cái lợi ích là ly khổ đắc lạc, nghĩa là xa lìa cái sự khổ, khổ đau mà đạt được cái sự an lạc. Với mục đích đó, cho nên cái tôn chỉ rốt ráo của Đạo Phật ở đây, chúng tôi cũng muốn cho các Phật tử chúng ta nắm bắt về cái tôn chỉ rốt ráo nhất của Đạo Phật, chỉ dọn dẹn trong ba câu, đó là Sabba Basa Akaranang Kusalasa Upasambada Sachitta Dabayo Tapanang Etam Buddha Nasa Sanang. Nghĩa của câu tiếng Phạn này là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Không làm các điều ác, làm các điều lành, giữ tâm ý cho trong sạch, đó là lời dạy của chư Phật. Chư Phật ở đây chúng ta hiểu là chư Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại và chư Phật vị lai đều dạy như vậy. Ở trong đây không làm các điều ác thì quý vị biết rồi, từ thân, từ khẩu, từ ý không nên làm cái gì bất thiện để tạo những cái ác nghiệp, nhưng mà phải dung bồi các điều lành. Điều lành đây có thể hiểu là tam nghiệp lành, hoặc là gọi là thập phúc hành tông, là 10 cái phước lành mà người Phật tử, người tu tập chúng ta cần phải tạo. Trong đó có chúng ta thấy là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ và cải thiện tri kiến. Chúng tôi thấy trong 10 cái phúc hành tông này có cái hạnh gọi là việc lành, đó là nghe pháp, thính pháp. Hôm nay quý vị đang thực hiện cái hạnh lành này. Cái điều thứ ba là giữ tâm cho trong sạch và thanh tịnh. Cái này cực kỳ khó. Hai điều trước chúng ta có thể làm được, nhưng mà điều thứ ba cực kỳ khó. Tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành noi theo, giữ gìn tâm ý trong veo, lời xưa chư Phật nhớ dèo ngọc vàng.
Chính vì mục đích lý do đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi xin chọn một cái đề tài bài pháp bình tâm an lạc. Cái tâm mình á rất khó gìn giữ. Chúng ta phải có cái kỹ năng luyện tập để chúng ta vững chãi, bình tâm trước mọi thử thách cam go của cuộc đời. Và chúng ta thường nghe câu nói là tâm bình thì cảnh sẽ bình đó. Tu là chấp nhận sự tình thế gian, đi chùa nên biết tự an, đi chùa hãy học đạo vàng Như Lai. Muốn cho cái tâm mình bình an á, bình tâm á, thì điều đầu tiên chúng ta phải tự biết an lập lấy mình. Đức Phật không an lập được. Đức Phật chỉ một cái phương pháp cho chúng ta: chánh niệm, tỉnh giác, tỉnh thức, để chúng ta có được cái sự bình tâm. Tâm chúng ta không bình thì thưa với quý vị, không bao giờ chúng ta có an lạc. Như vậy thì đi chùa nên biết tự an. Khi chúng ta đến chùa, chúng ta phải tự biết an lạc bình tâm cho mình bằng những cái pháp của Đức Phật. Chúng ta đến chùa để chúng ta học cái đạo vàng Như Lai. Đạo ta chỉ một con đường thôi. Tự thanh tịnh lấy mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Tâm chúng ta không bình thì ở đâu nó cũng loạn. Nội dung của bài giảng hôm nay bình tâm an lạc, chúng tôi dựa vào một bài thơ đạo. Trong đây cũng có nhiều cái ý, chúng tôi mượn những cái ý chính đó để chia sẻ đến cho quý vị. Niềm vui không ở đâu xa, mà luôn ẩn hiện quanh ta mỗi ngày. Nếu ta dang rộng vòng tay, nhân từ độ lượng chuyển xây thế thời. Con người sống ở trên đời, tham sân si hận không rời khỏi thân. Nó theo ta từng bước chân, đợi lúc có dịp dần dần phát ra. Nếu ta phải giữ tâm bình, nên ta phải giữ tâm bình, giảm sân trừ hận, lòng mình mới an. Giải nghiệp đời hết cơ hàn, trí tuệ sáng suốt, tiêu tàn u sầu. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái niềm vui nó ở quanh mình. Mà chúng tôi hay dùng cái từ là hạnh phúc nó ở ngay trước mắt, nhưng người ta lại đẩy nó ra xa. Vật chất vốn chẳng xa qua, nhưng người ta biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc ở ngay trước mắt là sao? Nó quên mình nè. Nếu người nào tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác, giữ cái tâm mình bình an, trong cuộc sống này bao nỗi thân trầm đau khổ, mà người nào giữ được cái tâm mình bình an thì người đó sẽ có hạnh phúc. Mà mình thì đẩy cái hạnh phúc nó ra xa, mà đẩy nó ở đâu á, để rồi mình đi tìm. Vì vậy chúng ta mới có câu rằng là suốt đời tôi mãi đi tìm, cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng cay. Suốt đời tôi vẫn mê say, đi vào cuộc sống
hai tay ôm đầu. Suốt đời như kẻ mất hồn, chạy theo dục lạc, si tôn bạc tình. Cuối cùng xét lại lòng mình, chẳng thấy được an bình nội tâm. Mà chúng tôi hay nói vui rằng là hạnh phúc của ngày mai chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Như cái câu mà trong giáo dục người ta hay khuyến khích cho mấy đứa trẻ muốn có tương lai hạnh phúc thì hôm nay phải lo mà học, học hành. Trong giáo dục có một câu là muốn cho cái tương lai mình á sáng láng, tươi sáng thì phải bắt đầu từ hôm nay, phải lo học hành. Bây giờ chúng tôi có mượn câu đó mà chúng tôi lại nói rằng là hạnh phúc của ngày mai là bắt đầu từ hôm nay. Nếu hôm nay quý vị sống trong chánh niệm, giữ tâm mình được bình thản trước cuộc đời này thì ngày mai chúng ta sẽ có hạnh phúc. Vì sao quý vị biết không? Vì sang ngày mai nó sẽ trở thành hôm nay. Ví dụ ngày hôm qua quý vị nói sáng ngày mai đi chùa Hòa Khánh để tu tập Bát Quan Trai, nhưng mà khi sang ngày mai quý vị đến đây rồi thì nó trở thành hôm nay. Cho nên giây phút hiện tại là vô cùng quan trọng. Mình không hiểu từ đâu mà mình cứ cho cái tương lai nó hạnh phúc mà hiện tại thì mình lại không thấy. Đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài mơ ước chuyện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Hiện tại thì mình ngồi mình rầu, mình khổ, mình phiền não, mình lo âu, mình nghĩ rằng là thôi mình cố gắng rầu khổ lo âu là để cho ngày mai mình hạnh phúc. Nhưng mà rồi qua ngày mai mình cũng tiếp tục rầu khổ lo âu, nó y chang vậy. Cho nên phải giải quyết trong giây phút hiện tại này. Ở trong nhà Phật có một cái từ gọi là hiện tại lạc. Lạc gì quý vị? Lạc trú. Hiện tại lạc trú là trú trong hiện tại. Hiện tại lạc trú tức là an lạc trú trong cái giây phút hiện tại này, chứ nó không phải ở ngày mai, nó không phải ở tương lai. Giây phút hiện tại là tuyệt vời nhất. Trong cái bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn diệt, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay việc nay làm, ai biết chết ngày mai? Không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Nhất Dạ Hiền Giả, tựa đề bài kinh, quý vị hiểu không? Nhất dạ là một đêm, dạ là đêm, nhất dạ là một đêm. Hiền giả là gì? Giả là người, hiền là gì? Hiền ở đây là hiền gì quý vị? Hiền khô à? Quý vị hay từ cái từ trời ơi, người đó hiền khô à? Hiền ở đây là hiền trí.
hiền trí, hiền thiện, chứ không phải hiền khô. Cái người mà hiền khô chưa phải là hiền trí nghe. Cái người mà chậm chạp, ít nói, lù đù, mình gọi là hiền khô. Còn người hiền trí họ không phải vậy. Cái nhìn cái người trí theo Phật giáo nhìn nó khác cho cái người trí ở ngoài nhìn. Thí dụ ngoài xã hội, cuộc đời, ai học giỏi nhiều bằng cấp, chẳng hạn như là bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, thì ở ngoài đời người ta gọi cái người này là người hiền. Hiền gì? Người ta gọi là người trí thức. Không được gọi là người hiền được. Vì sao? Vì chưa xác định được người này có hiền hay không. Phải không nè? Gọi trí thức thôi. Thí dụ như một ông bác sĩ là trí thức, nhưng mà cái ông bác sĩ này ổng thiếu y đức. Mặc dù là ổng là người trí thức giỏi, học được bác sĩ. Cái ông bác sĩ này thì ổng khám bệnh thì sơ sài, mà ổng lấy tiền thì nhiệt tình. Theo quý vị, ông bác sĩ này có được gọi là người hiền không? Chứ hiền ở đây là hiền đối lập với chữ ác á, chứ không phải là hiền khô hay là lanh lợi, không phải. Người hiền ở đây là người thiện, hiền thiện. Ông bác sĩ này theo cái nhìn ở ngoài là trí thức, nhưng mà theo Phật giáo thì ông phải chưa phải là người hiền trí. Vì ổng khám bệnh thì ổng không có cái tâm. Nhưng mà ổng khám bệnh thì sơ sài lắm, nhưng mà ổng lấy tiền thì nhiệt tình. Thì Phật giáo á, định nghĩa cái người trí và người ngu ở chỗ này. Cái người trí á, là cái người hiểu được bản chất của thế gian, bản chất của cuộc đời. Thế gian là vô thường đưa đến chỗ hoại diệt, thế gian là vô hộ vô chủ, thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế gian này là thiếu thốn, lúc nào cũng thấy thiếu, mãi thiếu thì mong cầu, mà mong cầu không được thì bất mãn. Cho nên thế gian này là thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. Nghĩa là mình là cái kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái lòng tham của mình. Cái người trí họ hiểu được như vậy, cho nên họ tích cực, họ làm những điều lành, họ không làm điều ác. Họ hiểu rằng là, họ hiểu rằng cuộc đời này là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Cái khổ đau này vì cái nỗi mong cầu, mà cầu mà không được á thì nỗi sầu lại tăng. Đau khổ vì nỗi mong cầu, cái người phải hiểu như vậy. Tại sao chúng ta đau khổ? Chúng ta hiểu cái nguyên nhân tại sao chúng ta đau khổ không? Vì chúng ta mong cầu, chúng ta tham. Nếu chúng ta không tham, chúng ta không khổ. Chúng ta mong cầu cái sự hạnh phúc, cho nên chúng ta rất sợ cái sự khổ, khổ đau đó. Chúng ta tham sống, cho nên chúng ta mới sợ chết. Đơn giản vậy. Bạn mong cầu thành công thì bạn rất sợ thất bại, hiểu ý không? Mà cái hạnh phúc trong thế gian này, cái người trí họ nhìn nó, họ không có thiết tha, họ không có mong cầu, cho nên cái người trí họ không có sợ khổ. Mình là mình thiết tha mong cầu,
có nhiều tiền. Mình nghĩ có nhiều tiền mới là hạnh phúc. Cho nên cái vị bác sĩ này, ông khám bệnh thì sơ sài, mà ông lấy tiền thì nhiệt tình. Mục đích là ông muốn là ông giàu để ông được hạnh phúc. Chính vì mình nghĩ như vậy cho nên mình mong cầu. Mà hãy mong cầu nhiều thì khổ nhiều, mong cầu ít thì khổ ít. Mà không có mong cầu, không có tham đắm dính mắc thì sẽ không có khổ. Đơn giản vậy. Nhớ giùm chúng tôi một câu là cái đau khổ của cuộc đời này là đau khổ vì nỗi mong cầu. Cầu mà không được, nỗi sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, có chi phải cầu. Cái câu thứ hai nó mới quan trọng. Mình phải an vui vì biết rằng cái gốc của khổ là gì? Là tham. Đúng rồi, cái gốc của khổ là tham. Mà cái lòng tham mình nó càng ngày nó càng tăng. Thì quý vị phải tự hiểu với cái nghĩa là cái khổ mình ngày càng tăng. Đúng không? Thì cái tham nó tăng bao nhiêu thì khổ tăng bấy nhiêu. Càng tham nhiều thì càng phiền não. Mà càng phiền não thì càng tham nhiều. Giống như càng nói nhiều thì càng phiền não, mà càng phiền não thì càng nói nhiều. Nó cứ như vậy mà tăng, không giảm, mình không ngắt được. Nó tỷ lệ thuận không à. Cái lòng tham con người mình nó ghê lắm. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy là ví như mưa bạc mưa vàng, túi tham tham mãi còn than chữa đầy. Khổ nhiều vui ít nào hay, trí nhân hiểu biết chẳng sai dục tình. Cái người trí họ hiểu, họ không có đắm sai trong đó. Mà khi họ không đắm sai, họ không mong cầu thì họ đâu có khổ. Phải không nè? Cho nên cái người trí ở đây là cái người phải thấu hiểu được nhân quả, thấu hiểu được tam tướng. Họ bớt đi cái sự tham cầu thì mới gọi là người trí. Còn ngoài ra ngược lại đều là người ngu. Cho dù anh có bằng cấp tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học vân vân và vân vân, nếu anh không thoát khỏi cái này thì anh vẫn, đạo Phật vẫn gọi anh là bà lá, tức là người ngu. Ngu ở đây không phải là ngu đần, ngu ở đây là vô minh. Vô minh, cái chữ ngu ở đây là vô minh. Không hiểu biết tứ diệu đế, không thấy khổ tập diệt đạo, không thấy được bản chất thật của thế gian, là người đó đều là người ngu. Có nhiều người nói con học giỏi chết sao kêu con ngu. Ủa, học bác sĩ đâu phải dễ, phải không? Sao kêu ngu? Ngu là chỗ này. Ngu ở chỗ là đã biết vô thường mà còn phiền não là ngu. Gì nữa? Có gì bình đâu mà phiền não làm chi? Đã biết phiền não mà còn khổ đau là ngu. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc là ngu. Đã biết trói buộc mà chưa chịu buông, hoa ngù. Rồi hoa ngù. Thường là cái người mà khi mình biết mình bị trói thì sao nè? Trong cái tư tưởng của mình là phải cởi trói ra. Đúng không? Đằng này biết trói còn muốn cho mình trói nữa, đằng này nó ngu dữ rồi. Thấy không? Cho nên thấy được cái điều đó đó. Ở đây là niềm vui không ở đâu xa, mà luôn ẩn hiện quanh ta mỗi ngày, nếu ta dang rộng vòng tay, nhân từ độ lượng chuyển xây thế thật. Ở đây dạy mình cái đầu tiên là phải có cái gì? Nhân từ độ lượng. Đến chùa là để làm chi? Đến chùa là để biết đi đúng đường. Đến chùa học tánh khiêm nhường. Đến chùa biết sống yêu thương muôn lòng. Nhân từ là đủ lượng. Mọi việc mà chúng ta giải quyết bằng cái tâm từ bi thì cái việc nó nhẹ nhàng lắm. Từ bi hỷ xả nó nhẹ nhàng lắm. Còn mọi việc mà giải quyết bằng cái tâm câu mâu góc mắc, hơn thua tranh so sánh, hơn thua người này người nọ, mệt lắm.
Mà trong cái đó trần gian thì cõi tạm, có gì đâu. Móc móc môi môi để khổ sầu. Chuyện đúng chuyện sai thường bình luận, làm hay làm dở dễ câu mâu, hay hay dở dở lo đau não, đúng đúng sai sai nghĩ nhức đầu. Trên thượng vui hòa hơn tất cả, trần gian cõi tạm có gì đâu. Nhân từ độ lượng là mình phải có cái lòng từ bi. Quý vị hiểu cái chữ từ bi không? Từ bi là thương mà không dính mắc, biết mà buông bỏ. Cái này nó hay lắm. Cái dở của mình là mình thương mà dính mắc. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Thương không giận hờn, phải học câu này. Mình là thương giận hờn, mà thương nhiều giận nhiều. Có à? Thương ít thì giận ít, không thương thì không không giận. Còn người tu chúng ta bây giờ phải ngược lại, thương mà không không giận, từ bi mà phải buông bỏ. Từ bi là mình thương chúng sanh, nhưng mà nhiều khi mình không muốn bỏ. Hồi nãy chúng tôi hướng dẫn cho quý vị ngồi trao dồi chánh niệm để an tịnh thân tâm. Nó có một cái kỹ thuật mà chúng tôi nhấn mạnh là cái gì đến với mình ghi nhận hết. Ví dụ đang ngồi mà mình suy nghĩ chuyện này chuyện nọ thì mình cũng ghi nhận là mình đang suy nghĩ, rồi buông bỏ, quay trở lại cái đề mục. Bây giờ đang ngồi vậy, bất chợt có cái điện thoại của cái bà cái bên nó reo, thì mình cứ niệm nghe à, nghe à, rồi buông bỏ. Chứ ngồi nó bực mình, cái bà này bắt tên tội nữa. Đấy, đó là cái cảnh nó vậy. Tự nhiên mình sanh sự lên, tâm mình nó bực bội lên. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị là bình tâm an lạc, nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi, giữ tâm bình thản, chuyện gì cũng qua. Có thể gần, có thể xa, duyên trong cõi tạm tựa là gió mây. Ai thương ai ghét mặt ai, sống sao cho trọn kiếp này bình an. Yêu đời sẽ thấy lạc quan, thương người sẽ thấy vô vàn niềm vui. Sáng ra môi nở nụ cười, tiễn đưa phiền muộn, đón mời an nhiên. Bây giờ mới vỗ tay. Thấy quý vị hoan hỷ quá cho nên xin phép tặng quý vị một cái bài hát. Thể loại là nhạc đời mà lời đạo. Bài hát có tựa đề là Bến Bờ An Vui. Được hát theo cái bài nhạc đời là Bến Thượng Hải. Chúng tôi muốn nhấn mạnh cái ý ở chỗ gì? Bến Thượng Hải thì sao quý vị? Ở đó nó tranh giành, bon chen hơn thua, băng đảng, chết chóc, máu me, tùm lum hết, ghê gớm lắm. Nghe Bến Thượng Hải là thấy là đầm đìa máu me, tranh giành các băng đảng với nhau để hơn thua trong cuộc sống. Nhưng mà hôm nay chúng ta nghe cũng cái điều đó, nhưng mà nghe cái bài là Bến Bờ An Vui. Mời quý vị thưởng thức. Đời đau thương nào có gì là hạnh phúc khiến cho ta càng khổ đau. Trong sanh tử ta luôn đắm chìm, từ ngàn xưa biết bao nhiêu người lạc đường.
đời biệt ly tung tung tung, rồi điêu tàn tung tung tung. Nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dầu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng. Cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi, chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu đi người ơi, gắng sức công phu để một mài kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta tung 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 vàng an lành tung tung tung, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hướng theo chân Phật quang vinh. Hai ba đời biệt ly rồi điêu tàn, nào bên lâu đã gây thêm nhiều bê dầu, bao nghiệp chướng mấy ai thoát vòng. Cuộc đời ta bấp bênh như con thuyền trôi, chớ mai tham đắm trong kiếp luân hồi. Ta nào thấy bóng hình chân ngã, tu đi người ơi, gắng sức công phu để một mài kịp bước theo chân người xưa. Đào cho ta vàng an lành, cùng xua tan nỗi ưu tư phiền não tâm. Trong gian khổ ta luôn vững bền, một lòng sinh hướng theo chân Phật quang vinh. Hết. Nghe tiếp. Thế nghe pháp hình như không có hăng bằng nghe nhạc á. Con người sống ở trên đời tham sân si hận không rời khỏi thân, nó theo ta từng bước chân đợi lúc có dịp dần dần thoát ra. Có gì hiểu cái này không? Tham sân si nó ngủ ngầm ở trong người mình. Bình thường mình nói con đâu có tham đâu sư, con đâu có sân đâu sư, nhưng mà đụng chuyện thì biết. Đụng chuyện ở đâu xuất hiện á? Tức là cái tham sân si nó ẩn ở trong con người của mình. Nhiều khi bây giờ muốn tìm nó khó lắm. Cho nên trong pháp môn tu tập tứ niệm xứ, nó có bốn cái đề mục để mà niệm, ghi nhận. Thứ nhất là niệm thân, thứ hai niệm thọ, thứ ba niệm tâm, thứ tư là niệm pháp. Tức là bốn đề mục trong tứ niệm xứ là thân, thọ, tâm, pháp. Niệm thân thì mình niệm hơi thở là biết, là đi đứng nằm ngồi biết rồi. Niệm thọ là có gì biết niệm gì không? Niệm cảm giác khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Cái cảm giác khổ, lạc, ưu là buồn, hỷ là vui, xả là trạng thái không vui, không buồn, quân bình. Tất cả người hành giả này phải ghi nhận cái đó. Thì trong cái pháp môn niệm thọ đó, của ngài thiền sư Goenka người Ấn Độ, cái vị hành giả khi hành cái pháp môn niệm thọ này, ngày đầu tiên chúng ta chỉ ngồi 1 tiếng đồng hồ thôi, rồi sau chúng ta giải lao 5 phút, rồi tiếp tục ngồi 1 tiếng, giải lao 5 phút, tiếp tục ngồi 1 tiếng, 5 phút. Một ngày như vậy chúng ta làm từ sáng tới chiều, tối. Nhưng mà sang ngày thứ 2 đến ngày thứ 3 đó, thì lúc bấy giờ là chúng vị hành giả không ngồi 1 tiếng nữa mà phải ngồi 2 tiếng. Mục đích là gì? Là để chúng ta thấy được cái khổ thọ nó khởi lên. Tại ngồi 2 tiếng nó đau dữ lắm. Cái gì mà ngồi xếp bằng kiết dạ 2 tiếng đồng hồ, nó đau, nó tê, nó cứng nhức dữ lắm. Thì mục đích
của cái việc mà chúng ta ngồi 2 tiếng đồng hồ, thiền tọa 2 tiếng đồng hồ, để chúng ta thấy cái khổ thọ nó xuất hiện. Giống như cái lưu nước mình để yên, không bao giờ thấy cái cặn ở dưới, hiểu chưa? Giống như bình thường, con người sống ở trên đời, tham sân si hẳn nó không rời khỏi thân, nó theo ta từng bước chân, đợi lúc có dịp, dần dần phát ra. Cái này nó quan, nó ghê lắm. Mình ngồi vậy để cho chi? Giống như cái lưu nước để yên thì nó lắng cái cặn bã xuống chứ. Nhưng mà nếu như mình thò tay cho mình quẩy lên, khuấy động nó lên, thì quý vị thấy cặn không? Cặn nhiều không? Nhiều lắm. Mình là bị nằm trong cái tình trạng này. Hằng ngày quét rác trong tâm, tưởng rằng đã sạch, âm thầm mừng vui. Bỗng cơn gió nhẹ ghé chơi, ôi thôi rác lại tơi bời như xưa. Bình thường á, ngồi trong cái giảng đường này ai cũng hiền như Phật hết. Nhưng mà chút đi ai đụng tới thì biết, đúng không? Mình cứ nghe nhầm tưởng rằng là hằng ngày mình quét rác trong tâm mình cũng tu vậy, tưởng rằng đã sạch rồi, âm thầm mừng vui, tưởng là ngon. Bỗng cơn gió nhẹ ghé chơi, à, có chuyện nghịch cảnh tới, ôi thôi rác lại tơi bời như trở lại như người bình thường, sân si tiếp, nhiều khi còn sân si dữ hơn nữa, tâm mình nó vọng dữ lắm. Chúng tôi hay nói vui là ngày nào chúng ta cũng vệ sinh mà sao không thật sạch, ngày nào cũng kế hoạch mà sao vẫn chưa xong, ngày nào cũng muốn mong mà sao vẫn chưa đủ, ngày nào cũng thiền tu mà đạo quả vẫn còn xa, ngày nào cũng tu mà đạo quả vẫn còn xa, ngày nào cũng của ta hết mà sao vẫn thấy khổ. Gió nhiều ngọn thì khó nhen được lửa, giọng lắm điều thì khó mở được tâm, xưa nay trong chốn thiền lâm, tu nhiều thành ít bởi tầm vọng nhiều. Như vậy thì cái tâm mình nó không bình, nó vọng thì nó khổ. Bây giờ mình phải ráng làm sao cho cái tâm mình nó bình. Vì vậy chúng ta nghe tiếp, nên ta phải giữ tâm bình, giảm sân trừ hận, lòng mình mới an. Giải nghiệp đời hết cơn hàn, trí tuệ sáng suốt, tiêu tàn ưu phiền. Ở đây nó có mấy cái câu. Thứ nhất là giải nghiệp. Đối với quý vị giờ giải nghiệp sao? Ở đây ai biết? Giải nghiệp chỉ có một cách duy nhất, là chúng ta phải tích cực làm điều lành để chế ngự điều ác trong tâm. Hiểu cái này không? Chỉ có một cách duy nhất thôi. Chúng ta tu để chúng ta giải nghiệp. Nếu không tu thì không thể nào giải được. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy cái người hành thiện đó, cái người mà tu đó, thì nó có hai cái lợi ích rất thiết thực ở trong cuộc sống. Lợi ích thứ nhất là gì? Là chế ngự được cái điều ác trong tâm. Cái tâm của chúng ta nó dễ sanh tâm ác lắm. Mà muốn cho cái tâm ác nó mất đi thì chúng ta chỉ có cách duy nhất là cho cái tâm thiện nó khởi lên. Thí dụ mình bước vào một cái phòng tối om, bây giờ muốn cho bóng tối này mất đi thì phải sao? Mở đèn lên. Muốn cho cái tâm vô minh mình nó mất đi thì phải có trí tuệ, thắp trí tuệ lên. Trí tuệ là ánh sáng thì nó mới xóa đi cái màn bóng tối vô minh. Vì vậy trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài dạy là khuyên chúng ta là hãy tích cực làm điều thiện để chi? Chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Quý vị có nghe người ta nói một câu là nhàn cư di bất thiện không? Rảnh rỗi sanh nông nổi không?
Cho nên mình đừng để cái tâm mình nó nhàn. Một ngày, một giờ mà không nghĩ việc lành, tức thì dạng ác phát sanh dập dồn. Nếu ngày hôm nay mình không tu thì mình dễ vui chắc chắn. Hiểu từ dễ vui không? Dễ vui là gì? Quý vị ngay trong từ Phật học nó có cái từ dễ vui, phóng dật, không chánh niệm. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy là người nào dễ vui phóng dật, không chánh niệm là người đó đang chết. Chỉ có người chánh niệm tỉnh thức mới sống. Mà dễ vui ở đây chúng tôi định nghĩa cho quý vị nghe nha. Cái người nào mà suốt ngày cứ đam mê trong năm dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, đắm nhiễm trong đó, nghĩ tưởng về nó, tham cầu về nó, cái người đó Đức Phật gọi là dễ vui. Cái người nào mà buông lơi trong thiện pháp. Buông lơi trong thiện pháp là sao? Cái điều thiện mình làm sơ, làm cho có rồi thôi. Mình hờn hứng. Ví dụ hôm nay đi nghe pháp mà mình rảnh đêm, rảnh thôi, ví dụ vậy. Làm cái điều thiện đó là rảnh làm, rảnh thôi. Thì cái người này gọi là buông lơi trong thiện pháp. Đó cũng là một hình thức dễ vui. Rồi dễ vui nữa là gì? Là mình buông xuôi theo ác pháp. Cái điều gì thuộc về ác pháp là mình mau theo lắm, mình thuận theo nhanh lắm, buông xuôi luôn. Ai rủ mình làm cái gì bất thiện là mình làm liền, mình buông xuôi theo liền. Đó cũng là dễ vui. Theo định nghĩa này thì chúng ta thấy chúng ta dễ vui nhiều hay là chánh niệm nhiều? Dễ vui nhiều. Mà Phật dạy là người nào dễ vui thì người đó đang sống hay chết? Đang chết. Như vậy mình ở đây thuộc cái dạng mà chết rồi chưa chôn phải không? Đây theo cái gì nói, mình dễ vui thì mình đang chết. Vậy có chánh niệm mới là sống. Cái người nào mà tỉnh thức làm chủ được tâm mình, giữ cái tâm bình thì an lạc này, bình tâm an lạc này thì cái người đó mới sống. Có câu rằng đừng để hành động, lời nói của người khác làm thay đổi cái tâm hồn của bạn. Ví dụ như mình đang yên, đang bình vậy, nghe bà đó nói một câu, nổi tâm bành lục tặc. Đang yên, đang bình vậy, thấy cái người kẻ thù mình xuất hiện, lòng mình bắt đầu nóng lên liền. Như vậy thì cái người này là không có chánh niệm tỉnh giác, không giữ được bình tâm làm sao có an lạc. Không giữ được cái tâm bình thì làm sao an lạc. Cuộc đời sóng gió ba đào, tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Mình phải xem như vậy. Vừa nghe thị phi cái lòng mình nó nổi khùng lên, sân si lên. Như vậy thì mình có bình tâm được không? Không bình tâm được thì làm sao an lạc? Thì muốn đối trị lại, nãy chúng tôi nói, muốn đối trị lại tâm bất thiện thì phải làm cho tâm thiện khởi lên. Đó là một cái pháp tu rất thực tế. Cái người làm thiện sẽ chế ngự được điều ác trong tâm. Lễ thứ hai của cái người làm thiện là gì? Là ngăn ngừa được những ác nghiệp. Mình là có vô số cái ác nghiệp trong tiền kiếp mình gieo, mà nó chực chờ để nó trổ ra. Thì chỉ có cách duy nhất là mình làm thiện để mình ngăn ngừa đó. Ai dùng các hạnh lành để ngăn ngừa được những cái ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trần thoát khỏi mây. Mình muốn cho mình đừng gặp cái quả khổ, muốn ngăn ngừa được những cái quả khổ đến với mình, thì bây giờ mình phải tích cực làm điều thiện thôi. Vì sao? Vì đi về phía ánh sáng á,
thì bóng tối tự tiêu tàn. Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gập ghềnh lên xuống. Đi về phía ham muốn thì phiền não khắc tự sinh. Đi về phía thiện bình thì tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung chứ không có bung vào. Vỗ tay. Lúc ta kêu vỗ tay thì không vỗ, lúc cần vỗ tay không vỗ, lúc không. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là nếu như mình đi về phía thấu hiểu, vì mình hiểu mình thương, có hiểu mới có thương chứ. Đi về phía thấu hiểu tức là mình chọn cái tâm thấu hiểu thì lòng mình tự khắc nó bao dung chứ không bung dao. Hiểu chữ bung dao và bao dung không? Bung dao là bung cái gì vậy? Binh khí miệng lưỡi. Mình mà nóng lên là mình quát, mình chửi liền. Lời nói không là dao đó, sao cắt lòng đau nhói đó. Binh khí miệng lưỡi nó ghê lắm. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cay cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không ngồi lại nói với nhau nhẹ nhàng. Giữa cái lòng bao dung và bung dao quý vị chọn cái nào? Bao dung. Giữa hỷ xả và sỉ vả chọn cái nào? Thiệt không? Ờ hay. Người tu mình vậy phải hỷ xả. Chứ mà sỉ vả là thấy không được. Thấy không nè? Cho nên kiếp người ôi thật mong manh, sớm còn tối mất, đấu tranh làm gì? Hãy ngồi suy nghĩ lại đi, thân là tứ đại có gì của ta? Tiền tài danh lợi cao xa, vô thường đã đến có mà đem đi. Ta nên tập sống từ bi, để mài nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Sống làm sao mà tới ngày nhắm mắt nó trợn 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 được. Có nhẹ nhàng được không? Không. Thế gian chẳng có điều gì buồn vui phiền não có gì bận tâm. Thảnh thơi giữa cõi luân trầm, từ bi hỷ xả thần tầm nhẹ nhàng. Muôn duyên do nghiệp tạo thành, có gì phiền não để hành xác thân. An vui gì đã biết rằng, tham là gốc khổ, cơ chi phải cầu. Vậy cho nên cuộc sống của chúng ta là sao? Miệng thì cứ cười, nghiệp thì cứ trả, phước thì cứ làm, đạo thì cứ tu. Cuộc đời này nó đâu đứng yên được, nó luôn luôn xoay vần vận chuyển, vô thường thay đổi, đổi thay dữ lắm. Nay còn mai mất, sớm trẻ chiều già, nó mau lắm. Mới đầu sanh kế đã bạc đầu rồi. Vô thường nó mau ơi là mau. Ngày xưa mình còn nhỏ mà thấy một năm nó lâu lắm. Khi mình lớn tuổi rồi thấy một năm sao mà nó mau ơi là mau. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày dạy chúng ta nên quán niệm về vô thường. Vì ai mà thấu được vô thường, thấy được sanh diệt thì người đó thấy Phật. Hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ nhẹ nhàng hơn, hoa mọc lên từ rác. Cái câu này nó hay lắm. Mình tin vào vô thường á, nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là gì quý vị biết không?
Cái lợi thứ nhất là nếu như hôm nay mình đau buồn, phiền não thì mình tin vào vô thường, ngày mai nó sẽ khác, nó hết phiền não, hết khổ đau. Nếu như hôm nay mình đang vui vẻ hạnh phúc thì mình cũng tin vào vô thường thì ngày mai nó sẽ đau, đau khổ. Đó, ý gì đó. Cái chúng tôi muốn cho quý vị thấu được là trong cuộc đời này có vui thì sẽ có buồn, nhớ giùm. Có sướng, có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh, rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử, tử sanh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Thấy được cuộc đời này nó cứ luân chuyển xoay vần, cuộc đời cứ mãi xoay vần, phải luôn giữ vững tinh thần mà tu. Tâm này vốn lắm kẻ thù, hãy dùng trí tuệ diệt trừ chúng đi. Phải thấu hiểu, phải có chánh niệm để mà diệt trừ được cái kẻ thù của tâm là phiền não tham sân si. Thấy quý vị hôm nay dễ thương mà thương không dễ à, nghe pháp mà nhiệt tình quá, làm cho giảng sư có thêm năng lượng để mà giảng. Hồi nãy lên đây thượng tọa trụ trì nói thời gian không là vấn đề gì, sư cứ giảng khi nào mệt thì nghỉ. Thượng tọa trụ trì nói đạo tràng ở đây nó không có giới hạn thời gian, mà nó giới hạn theo sức khỏe của giảng sư, nó giới hạn theo cái niềm vui, năng lượng của cái sự giảng pháp. Nếu mà nghe mà nó phấn khởi như vậy á, chúng tôi nghĩ giảng tới chiều cũng được. Chúng tôi nói như vậy để cho tăng thêm cái khích lệ cho quý vị nghe pháp. Mà quý vị nghe pháp giỏi như vậy á, thì chắc chắn là có phần thưởng. Mà chúng tôi thưởng quý vị ở đây không thưởng cái gì ngoài phần thưởng tinh thần. Chúng tôi nghe phần thưởng vật chất đâu mà mừng. Tinh thần nó quý hơn. Vật chất nhiều lắm. Giá trị vật chất thì nó có giới hạn, nhưng mà giá trị tinh thần thì nó vô hạn. Cũng như dân người ta hay thường nói là bạc vàng sẽ bị tiêu hao vật chất á, nhưng mà tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn, phải không? Phước tuy không thấy mà còn, tài tuy thấy đó mà mòn không hay, phải không? Của cải nó mau. Hôm nay nó ở tay mình, ngày mai nó ở tay người khác rồi. Phước thì được hưởng lâu dài, tài thì chỉ được hưởng xài ngắn mau thôi. Tài mình hưởng gì đó nhưng mà rồi nó mau tàn. Cho nên phần thưởng thuộc về tinh thần. Thấy quý vị nghe pháp hăng say, phấn khởi, nhiệt tình, cho nên xin tặng thêm quý vị một bài hát nữa. Ngộ nghe, nghe pháp á thì nó trầm, mà nghe hát cái nó vỗ tay được. Cái này nó cũng thuộc dạng tham sân si, nó ẩn trong mình á, nó chờ dịp nó trổ ra. Nó trổ ra nhưng mà cũng may là những cái bài hát này nó thuộc về nhạc đạo, nó cũng chuyển tải nhiều cái thông điệp hay lắm. Cho nên bài hát tiếp theo xin gửi tặng quý vị có tựa đề là Tâm sự đời sư.
được viết theo bài Tâm sự đời tôi. Thật sự thì người tu cũng có nhiều tâm sự, chứ không phải như quý vị nghĩ chắc là tu rồi không có gì, nhiều tâm sự. Nên hôm nay quý vị nghe tâm sự đời sư cho nó coi như phần thưởng mà chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị. Mời quý vị bình tâm mà thưởng thức. Sương trắng rơi bên dòng sông Văn, kể chuyện trao đào lành. Ngày xưa quyết tu nương về chánh pháp, đức Như Lai toàn năng. Lánh xa nơi trần gian, dâng bao nhiêu tình thâm. Đường đời dù muôn bước nghiêng về bóng vô minh. Hồng trần là chốn đớn đau nhiều kiếp nhân sinh. Khổ gì liền lưu tình. Thời gian thấm thoát thôi đưa, tuổi xuân thăm còn đâu nữa. Dẫu nhiều lời danh vinh quang rồi hương sắc, sắc hương rồi cũng phải tàn. Đời nhiều hờn quang mới tạo nhiều trái ngang. Từ biệt cuộc sống luyến trần nên khóc than. Nơi chốn dương gian khi xác thân tàn, linh hồn về nơi tối tâm. Này lắng nghe chuông chùa vang tiếng những lời kinh nhiệm màu. Từ nay quyết tu cho lòng thanh thoát, quyết lánh xa nơi trần duyên. Nước sông trôi truyền miệng, chảy ra khơi trùng dương. Thuyền từ chèo vớt cứu nhân loài khỏi đau thương. Đường về bờ giác ngát sen vàng cánh Tây Phương. Thoát trần khỏi vô thường. Mục đích của bài hát này, tâm sự này, chúng tôi muốn cho quý vị thoát ra cái cõi vô thường này. Mà muốn thoát ra khỏi vô thường này, chúng ta phải làm sao mới là điều quan trọng. Đi đâu giữa cõi vô thường? Về đâu ai biết, về đâu bây giờ? Thôi thì ta ngộ vô thường, để nơi đâu cũng là nơi ta về. Mà muốn ngộ được vô thường quý vị biết không, nó khó dữ lắm. Vì mình thấy vô thường á, mình thấy bằng tưởng tri không à. Hiểu tưởng tri không? Là cái biết mà do mình nhớ lại, mình nói thôi. Chúng tôi với quý vị ở đây cũng vậy. Biết là sanh tử vô thường, thế gian lắm nẻo vô thường. Biết rằng cõi tạm mà vẫn thương nhớ hoài. Khổ của mình là chỗ này. Ai cũng biết là cõi tạm hết. Ai cũng biết trần gian là đến rồi đi. Nhưng mà không hiểu tại sao mình cứ lại dính mắc. Không hiểu tại sao mình cứ khổ đau. Cho nên trong nhà Phật có cái từ là sanh tử là sự đại. Cái việc mà lớn nhất, quan trọng nhất của người tu là cái việc sanh tử. Cái chuyện đáng lo là sanh tử vô thường. Mà mình thì cái chuyện đáng lo thì mình không lo. Mình đi lo cái chuyện không đáng lo.
Sanh tử thì không lo, mà tối ngày lo sanh sự không. Chuyện lớn thì không làm, tối ngày làm lớn chuyện không. Là mình. Mà quý vị biết, sanh tử mà không lo, mà tối ngày lo sanh sự, mà hãy sanh sự thì sao? Sự nó sanh. Nó ghê như vậy đó. Bao nhiêu cái sự sanh ra trong cuộc đời của mình là do mình sanh sự. Phải có nhân có duyên hết chứ, đâu có gì tự phát sanh. Thấy không nè? Nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Mà oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh, không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Người ta hạnh phúc thì mình mới yên vui được chứ. Người đau, đau khổ mình an vui được không? Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Điều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Mình suốt ngày cứ đi sanh sự, thì theo quý vị, mình sanh sự mình có được bình yên không? Không. Sự nó sanh ra rắc rối lắm. Cho nên mới có câu hát vui rằng là: bởi tôi sanh sự nên sự tình nó mới sinh, nếu không sanh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh ơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hằng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, giữ tâm chánh định để lòng an vui, thoát dòng mà sự sinh. Cho nên muốn không có sự sinh thì phải ráng làm sao nè. Chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nè. Thực hành bát chánh. Đúng rồi. Đó. Để làm chi vậy? Cho sự nó khỏi sinh. Hôm nay quý vị quay về chùa Hòa Khánh để nghe pháp. Đó cũng là một cách để chúng ta giảm bớt cái phiền não. Chúng ta không lo cho cái chuyện sanh tử hơn là ở nhà lo sanh sự phiền não. Vì vậy ở đây có một cái bài thơ hãy là chính mình, chúng tôi đọc ra đây để cho quý vị thưởng thức. Nếu bạn mà nghèo khổ, người đời dễ khinh khi, dù thật ra là họ không giúp bạn được gì. Họ qua lo chiếu lệ trong giao tiếp thôi mà, đời vẫn thường như thế, bạn cần gì xót xa. Bạn đừng nên đố kỵ rồi ganh ghét người giàu, bình tâm mà suy nghĩ mình khổ nghèo tại sao. Nghèo là do không bố thí, đúng không? Giàu do cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính. Sanh vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Rõ ràng. Giàu do bố thí, nghèo do không cúng dường. Như vậy thì mình khổ nghèo là tại sao? Mình phải hiểu. Mình hiểu nguyên nhân. Khi mình hiểu nguyên nhân rồi thì không có gì mà mình phải bận tâm, mà mình bình tâm.
Nhìn lên mình thua họ, nhìn xuống hơn bao người, đời vẫn vậy là đó, cứ an nhiên mỉm cười. Bình tâm là vậy. Giàu nghèo là nghiệp mỗi người rồi. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Nó hay hơn ngồi đó mà than trời trách đất. Nếu người giàu nhìn bạn bằng ánh mắt khinh khi, thôi thì mình kệ bạn, đừng buồn tuổi làm gì. Nên trọng ai là bạn, đừng trọng bạn là ai. Tình người cần trong sáng, cần chân thành thẳng ngay. Đừng bận tâm nhiều quá cái nhìn của thế gian, điều cần hơn tất cả lòng ta được nhẹ nhàng. Dù nghèo trong cuộc sống, nhọc nhằn kiếp mưu sinh, nhưng cần lòng tự trọng, hãy sống là chính mình. Người ta đối xử với bạn như thế nào là nghiệp của người ta. Bạn đối xử với người ta như thế nào là phước của mình. Cái điều này nó quan trọng. Ví dụ người ta đối xử xấu với mình thì nghiệp của họ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mình đối xử với người ta như thế nào mới là quan trọng. Người ta thiện với mình thiện với người ta là chuyện bình thường. Người ta tốt với mình tốt với người ta là chuyện bình thường. Người ta không thiện với mình vẫn thiện với người ta thì đó mới là thiện. Đó, quan trọng. Là tốt với mình tốt lại chuyện bình thường. Người ta không tốt với người mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Người tu nó khác hơn người không tu ở cái chỗ này. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy bởi vì không tu. Thấy không nè? Thấy quý vị nghe pháp mà gương mặt ai cũng dễ thương hết. Muốn thưởng nữa. Nghe mà cái gương mặt dễ thương kiểu này chắc thưởng tới chiều luôn á. Xin thưởng quý vị một cái nhạc phẩm Bolero. Người ta có câu là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với chồng thì mặc áo đầm, nhưng mà đi với thầy thì mặc áo tràng. Nhạc phẩm Áo em chưa mặc một lần, gửi cho quý vị. Nhưng mà cũng nói trước, nó cũng hết hơi rồi, nên chắc nhạc phẩm này xong xin tóm tắt bài giảng xin được kết thúc. Hẹn quý vị lần sau. Thượng tọa trụ trì nói rồi, giảng cái nào hết hơi thôi, mà nó muốn hết hơi rồi. Cái bài này đáng lẽ là phải thưởng trước, tại Bolero là phải hơi dài, lay quay cái quên, giờ để thưởng sau, cho nên nó cũng hơi mệt. Quý vị cũng hoan hỷ, gọi là hỷ xả chứ đừng có sỉ vả nghe. Hát hay quý vị vỗ tay là điều bình thường. Hát không hay mà quý vị vẫn vỗ tay thì đó mới là cái người có tu. Con đến chùa tha thiết nguyện lo tu cho bớt sầu đau, mong anh đạo nhiệm màu cùng soi sáng tâm con còn lưu luyến. Xin đức từ quang
ban lành cho đời hân hoan. Tâm vốn lành nhưng bởi vì tham danh sai đắm mộng mơ, tâm vướng niệm muộn phiền. Đừng oán trách thêm chi điều oan trái, duyên kiếp nào mang phải đâu đổ lỗi cho đời. Từ đây nên sống về nguồn, vòng tâm sao lắm muộn phiền. Tu tâm xóa nhỏ đau thương, tình tâm lòng không tiếc nuối. Xa rồi ưu phiền năm xưa, con vẫn ngồi nghe pháp từ giang xa. Tâm vẫn bình tâm chân lý rồi lòng trần. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn người. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin pháp lưu dòng đến muôn người. Cảm ơn những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị. Hát dở mà vỗ tay lớn quá. Hát dở mà vỗ tay lớn làm người ta mắc cỡ đó. Không phải. Thôi thì hôm nay Chánh Định rất là vui được Thượng Tọa trụ trì cùng chư Tôn Đức thỉnh mời về đây để gặp gỡ chia sẻ Phật Pháp với đạo tràng tu tập Bát Quan Trai theo thông lệ hàng tháng hai kỳ, mùng 1 và 15 tại chùa Hòa Khánh. Bài giảng đến đây chúng tôi nghĩ nó cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời, Chánh Định xin được phép nói lời niệm ân đến Hòa Thượng Diện Chủ, Thượng Tọa trụ trì cùng chư Tôn Đức đã cho Chánh Định một khoảng không gian, thời gian tuyệt vời không gì bằng. Buổi sáng hôm nay khí hậu cũng mát mẻ, tâm trạng quý vị cũng vui vẻ. Quý vị có mặt ở đây để giúp cho Chánh Định được thành công trong cái buổi giảng này. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng các tường thành công như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.